Chào mừng các bạn đến với kênh. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hội thoại tiếng Trung, chủ đề là đến nhà bạn chơi nhé. Trước khi bắt đầu bài học thì mình rất mong các bạn có thể đăng ký kênh, có thể like, có thể chia sẻ nếu như thấy video hướng dẫn của mình hữu ích nhé, để mình có thêm động lực để phát triển kênh, giúp đỡ các bạn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn. Giờ thì chúng ta sẽ đến với bài học nào. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi đến phần từ vựng nhé. Phần ví dụ mình sẽ để phần sau nhỉ. Mời khách chỉnh cửa. Chỉnh chỉnh mời cửa. Cửa khách chỉnh cửa. Chỉnh cửa mời khách. Làm khách chỗ cửa. Chùa cửa. Chùa. Chùa làm. Cửa. Cửa khách. Chùa cửa. Chùa cửa làm khách. Mời vào. Chỉnh chỉnh. Chỉnh chỉnh. Chỉnh. Chỉnh mời. Chỉnh chỉnh vào. Chỉnh chỉnh. Chỉnh chỉnh mời vào. Mời ngồi. Chỉnh chỗ. Chỉnh chỗ. Chỉnh chỉnh mời. Chỗ. Chỗ ngồi. Chỉnh chỗ. Chỉnh chỗ mời ngồi. Hưa. Hưa uống. Hưa. Hưa ăn cơm. Chư phản. Chư phản. Chư. Chư ăn. Phản. Phản cơm. Chư phản. Chư phản ăn cơm. Nấu cơm. Chùa phản. Chùa phản nấu. Chùa. Chùa cơm. Phản. Phản nấu cơm. Chùa phản. Chùa phản sạch sẽ gọn gàng. Can chỉnh. Can chỉnh. Can chỉnh đẹp xinh đẹp. Piao liao. Piao liao. Piao liao. Khách khí, khách sáo. Cửa chi. Cửa chi. Cửa chi. Quà tặng. Lǐ wù. Lǐ wù. Lǐ wù. Tiếp đón. Chia tải. Chia tải. Chia tải. Vui vẻ. Cao xỉn. Cao xỉn. Cao xỉn. Rửa tay. Xí sổ. Xí sổ. Xỉ. Xỉ rửa. Sổ. Sổ tay. Rửa tay. Xí sổ. Xí sổ. Rửa mặt. Xí lẻn. Xí lẻn.
Xỉ, xỉ, rửa. Lẻn, lẻn, mặt. Rửa mặt, xí lẻn, xí lẻn. Phần 2, mẫu câu cơ bản. Mời vào. Chỉnh chỉnh, chỉnh chỉnh, chỉnh chỉnh. Nhà bạn thật sạch sẽ. Nǐ jiā zhēn gān jìng. Nǐ jiā zhēn gān jìng. Nǐ, nǐ, bạn. Jiā, jiā, nhà. Zhēn, zhēn, thật. Gān jìng, gān jìng, sạch sẽ. Nhà bạn thật sạch sẽ. Nǐ jiā zhēn gān jìng. Nǐ jiā zhēn gān jìng. Bạn ngồi xuống đây đi. Nǐ zuò zhè er bǎ. Nǐ zuò zhè er bǎ. Nǐ, nǐ, bạn. Zuò, zuò, ngồi xuống. Zhè, zhè, đây. Bǎ, bǎ, đi. Bạn ngồi xuống đây đi. Nǐ zuò zhè er bǎ. Nǐ zuò zhè er bǎ. Các bạn khách sáo quá. Nǐ men tài khừa chì lǎ. Nǐ men tài khừa chì lǎ. Nǐ, bạn. Men, men, các. Nǐ men, các bạn. Tài, tài, quá. Khừa chì, khừa chì, khách sáo. Lơ, lơ, rồi. Các bạn khách sáo quá rồi. Nǐ men tài khừa chì lǎ. Nǐ men tài khừa chì lǎ. Bạn uống gì? Nǐ hē shénme? Nǐ hē shénme? Nǐ, nǐ, bạn. Hē, hē, uống. Shénme, shénme, gì? Bạn uống gì? Nǐ hē shénme? Nǐ hē shénme? Trà hay nước hoa quả? Chá hái shì guǎ zhī? Chá hái shì guǎ zhī? Chá, chá, trà. Hái shì, hái shì, hay hay là. Guǎ zhī, guǎ zhī, nước hoa quả. Trà hay nước hoa quả. Chá hái shì guǎ zhī. Chá hái shì guǎ zhī. Bạn uống gì? Trà hay nước hoa quả? Nǐ hē shénme? Chá hái shì guǎ zhī. Nǐ hē shénme? Chá hái shì guǎ zhī. Tùy bạn, tớ uống gì cũng được. Suǐ biàn, wǒ shénme dōu xíng. Suǐ biàn, wǒ shénme dōu xíng. Suǐ biàn, suǐ biàn, tùy bạn. Wǒ, wǒ, tớ. Shénme, shénme,
gì? Tâu, tâu cũng xiếng, xiếng được, tùy bạn, tớ uống gì cũng được. Suối biển, wǒ shénme dōu xíng. Suối biển, wǒ shénme dōu xíng. Các bạn đi bằng xe buýt hay taxi? Nǐmén zuò gōngshè hāishì dàzhè? Nǐmén zuò gōngshè hāishì dàzhè? Nǐmén, các bạn. Zuò gōngshè, đi bằng xe buýt. Hāishì, hay. Dàzhè, taxi. Các bạn đi bằng xe buýt hay taxi? Nǐmén zuò gōngshè hāishì dàzhè? Nǐmén zuò gōngshè hāishì dàzhè? Các bạn có đói không? Nǐmén ě bú ě? Nǐmén ě bú ě? Nǐmén, các bạn. Ưa, ưa, đói. Ưa bú ưa, ưa bú ưa, có đói không? Buổi trưa ở lại nhà tớ ăn mì Ý được không? Trung ủ, zài wǒ jiā chī yìdàlì miàn zěnme yào? Trung ủ, zài wǒ jiā chī yìdàlì miàn zěnme yào? Trung ủ, buổi trưa. Zài, zài, ở. Wǒ jiā, nhà tớ. Chī, chī, ăn. Yì-dà-lì, ý. Miàn, miàn, mì. Zěnme yào, được không? Buổi trưa ở lại nhà tớ ăn mì Ý được không? Trung ủ, zài wǒ jiā chī yìdàlì miàn zěnme yào? Trung ủ, zài wǒ jiā chī yìdàlì miàn zěnme yào? Các bạn có đói không? Buổi trưa ở lại nhà tớ ăn mì Ý được không? Nǐmén ě bú ě? Trung ủ, zài wǒ jiā chī yìdàlì miàn zěnme yào? Lát nữa, mọi người cùng nấu cơm nhé, nhất định sẽ rất thú vị đấy. Ý hồi, tả cha, y chí, chua phản. Ý tình, hấn nhậu, y sự tờ. Ý hồi, tả cha, y chí, chua phản. Ý tình, hấn nhậu, y sự tờ. Ý hồi, ý hồi, lát nữa. Tả cha, mọi người. Y chí, cùng. Chua phản, nấu cơm. Ý tình, nhất định. Hẳn, rất. Dầu y sử, thú vị. Đấy. Lát nữa, mọi người cùng nấu cơm nhé, nhất định sẽ rất thú vị đấy.
一会儿大家一起做饭，一定很有意思的。一会儿大家一起做饭，一定很有意思的。 Đây là món quà nhỏ của chúng tôi, chỉ là chút thành ý, mong anh nhận lấy. 这是我们的小礼物，只是一点意思，请你收下。这是我们的小礼物，只是一点意思，请你收下。 这是 đây là 我们 chúng tôi the của 小礼物 món quà nhỏ 只是 chỉ là 一点 Y điểm chút is thành ý chỉnh mong nỉ anh sâu xa nhận lấy. Đây là món quà nhỏ của chúng tôi, chỉ là chút thành ý, mong anh nhận lấy. 这是我们的小礼物，只是一点意思，请你收下。这是我们的小礼物，只是一点意思，请你收下。 Chúng tôi rất vui khi đến chơi nhà anh. 我们很高兴能到 你家来做客。我们很高兴能到你家来做客。我们 chúng tôi 很高兴 rất vui 到 đến 你家 nhà anh 来做客 đến chơi, đến làm khách. Chúng tôi rất vui khi đến chơi nhà anh. 我们很高兴能到你家来做客。我们很高兴能到你家来做客。 Anh tiếp đãi nhiệt tình như vậy, chúng tôi vui quá. Ní hẳn rửa chính chia tải, quả mắn hẳn cao xỉn. Ní hẳn rửa chính chia tải, quả mắn hẳn cao xỉn. Ní anh hẳn rửa chính, hẳn rửa chính nhiệt tình chia tải tiếp đãi của mắn chúng tôi hẳn cao xỉn vui quá. Anh tiếp đãi nhiệt tình như vậy, chúng tôi vui quá. Ní hẳn rửa chính chia tải của mắn hẳn cao xỉn. 你很热情接待，我们很高兴。 Anh đi đường vất vả rồi. Anh hoặc là các anh. 你们一路辛苦了。你们一路辛苦了。你们 nỉ mẫn các anh ý lụ
đi đường. Xin khủ, xin khủ, vất vả. Lơ, lơ, rồi. Các anh đi đường vất vả rồi. Nỉ mẫn ý lũ xin khủ lơ. Nỉ mẫn ý lũ xin khủ lơ. Tôi không thấy vất vả đâu. Wǒ měi yǒu jue de xīn kǔ. Wǒ měi yǒu jue de xīn kǔ. Wǒ tôi. Měi yǒu. Měi yǒu không. Jue de. Jue de thấy. Xīn kǔ. Xin khổ, vất vả. Tôi không thấy vất vả đâu. 我没有觉得辛苦. 我没有觉得辛苦. Các cậu có muốn đi rửa mặt, rửa tay không? 你们要去洗脸洗手吗? Nǐ men yào qù xǐ liān xǐ shǒu ma? Nǐ men, các cậu, các anh. Yào, yào, có muốn. Qù, qù, đi. Xǐ liān, xǐ liān, rửa mặt. Xǐ shǒu, xǐ shǒu, rửa tay. Mơ, mơ, không. Các cậu có muốn đi rửa mặt, rửa tay không? Nǐ men yào qù xǐ liān xǐ shǒu ma? Nǐ men yào qù xǐ liān xǐ shǒu ma? Vậy để tôi dẫn anh đi nhà vệ sinh nhé. Nà, wǒ dài. Nǐ qù xǐ shǒu jiān. Nà, wǒ dài nǐ qù xǐ shǒu jiān. Nà, nà, vậy. Wǒ, tôi. Dài, dài, dẫn. Nǐ, anh. Qù, đi. Xǐ shǒu jiān. Xí sầu chen, nhà vệ sinh. Vậy để tôi dẫn anh đi nhà vệ sinh nhé. Nà, wǒ dài nǐ qù xí sầu chen. Nà, wǒ dài nǐ qù xí sầu chen. Đó là toàn bộ gì hôm nay mình muốn dạy các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ ứng dụng cái này khi bạn đến nhà của bạn chơi nhé. Hoặc là bạn của bạn đến nhà bạn chơi cũng được. Thì mình mong là các bạn sẽ ủng hộ mình tiếp tục đăng ký và ủng hộ nhé. Các bạn có gì muốn học thì bạn hãy comment ở phía dưới nhé, để mình biết. Rồi mình sẽ tìm cách chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn học tốt nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Chào trẻ.